Vô xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay tôi đang đứng trên trục đường Lê Quang Đạo, một đường rất lớn và đẹp của thủ đô Hà Nội. Chúng ta kia là khu Liên hiệp Thể thao Mỹ Đình, xa xa kia là sân vận động Mỹ Đình các bạn. Đây cũng cái cầu vượt cái cấp phép là cầu vượt của người đi bộ bắt ngang qua đường Lê Quang Đạo. Tôi muốn giới thiệu với các bạn về cái cầu vượt thép này. Chúng ta sẽ đi ở phần dưới của cái cầu vượt này. Cầu vượt này hoàn toàn được làm bằng những cái cốt thép. Đây là phần đáy của cái lối lên và lối xuống. Vì là mục đích phục vụ cho công cộng nên lối thang này là rất rộng. Theo nhìn qua thì tôi nghĩ nó rộng tầm 5 mét. Tất cả các tiêu thép đều được làm cái dạng trực tiếp thiết kế, các công kiện được chế tạo thẳng trong nhà máy, sau đó đến lắp ráp tại hiện trường không bằng các cái nếp bê tông. Ở đây các cái khúc sàn thì là sàn thép và cái khách sàn ở hiện trường. Các công trình công cộng thì được làm rất là vững chắc, hệ răng, hệ răng kéo. Dự án cầu vượt này được khởi công xây dựng từ khi Hà Nội có kế hoạch vượt Trường Bua chất 1 tại đây. Bản này được kiện toàn để làm cái đồng bộ với mặt hạ tầng. Đây gió hơi to, hy vọng là các bạn nghe được tiếng gió. Mời các bạn sẽ lên phía trên cầu vượt. Cầu vượt đây chia được hai làn rất là rõ ràng. Cầu vượt này còn một chức năng lớn nữa, đó là trong khi quá trình diễn ra giải đua F1 thì các cái hành khách có thể đi qua khu vực này là không làm ảnh hưởng đến giao thông ở phía dưới của đường Lê Quang Đạo. Hai là ở đây có cái thép để làm mái che, có lẽ là chỉ kịp làm thì đại dịch đã ập đến. Nỗ lực đưa giải đua F1 của thành phố Hà Nội, Việt Nam đưa về thành phố Hà Nội là một nỗ lực rất lớn. Nhưng tuy nhiên là dịch bệnh nó làm thay đổi mọi thứ. Đây phía xa xa kia tôi sẽ cho các bạn xem đây là khán đài. Khán đài chính của trường đua. Bạn có thể cây kia. Còn kia là sân vận động Mỹ Đình. Chúng ta đang đứng trong khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình, khu liên hiệp lớn nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Ở đây vượt dài bắt ngát luôn. Phía xa xa kia là tòa nhà Khang Nam cao 72 tầng. Đây là thời điểm tòa nhà này đang được nhìn quán quân cao nhất của thủ đô. Cái cốt thép được cấu tạo với dạng cầu. Các bạn này là kết cấu tất cả đều bằng khối lập, các thanh dạng, thậm chí ngay cả các lan can thì các bạn kết nối bằng khối lập hết. Có một số bạn có thắc mắc về cái việc cốt thép ở ngoài trời. Thì đây là cái minh chứng lớn nhất. Đây là hoàn toàn ngoài trời.
thì nó sẽ được tồn tại rất lâu, vài chục năm, hàng trăm năm, thì có thể là ngày một, ngày hai. Bạn ngắm dòng người qua lại đi được. Hiện kia là sự vận động mỹ đình rất đẹp, đường xá cũng hiện đại. Đây là một làn các bạn nhé, một làn có điểm sẽ bao nhiêu làn, 2, 3, 4, 5 7 làn như thế này. Đường ở bên kia là 7 làn nữa là 14 làn. Đây ở giữa vẫn dư một cái giải phân cách rất lớn, sàn cầu là sử dụng thép tôn nhám, một cái chống trượt, có hệ thống thoát nước khá là văn minh. Kết cấu thành dầm răng được tổ hợp từ thành định hình thép tháp, lật can sử dụng chiếc hộp. Các bạn quan sát cái nút liên kết nút dầm rất chắc chắn. Đây là thủ đô, mình có cả một cái phủ chè to ở đây, đẹp lắm, cũng là bác phủ chè. Một cây nói đến cái chè là nói đến tinh thần dân tộc Việt Nam, hay là tinh thần quyết. Còn lấy hàng không của mình là bamboo, thì hình sự dẻo dai và mạnh mẽ, quật cường của loài cây này. Nói đến này để các bạn hình dung là cái cốt thép nó hoàn toàn có thể đang ở ngoài trời được. Và vấn đề về gì sét hoặc là cái gì đấy, hiện tại bây giờ công nghệ bây giờ là rất tốt. Từ công nghệ thép đến công nghệ làm sạch và công nghệ sơn, hoàn toàn có thể chế ngự được các vấn đề thời tiết. Trước đây thì các bạn cũng biết là các cái tàu thủy hoàn toàn làm bằng sắt thép. Tuy nhiên họ đi lại trong cái môi trường xâm thực cực mặn mà con tàu này vẫn còn tồn tại được, thì các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng cốt thép. Ở đây ở phía giữa của cái cầu bộ hành này có một cái lối lên nữa ở ngay cái giải phân cách ở giữa các bạn ạ. Như vậy là nó có 3 cầu thang lên xuống của cái cầu vượt này, cầu bộ hành. Đây là sang bên phía làn đường bên kia rồi. Bạn thấy thủ đô Hà Nội đẹp không? Rất đẹp. Hà Nội thì được đặc trưng bởi thành phố rất nhiều cây xanh. Tôi đã đi khá nhiều thành phố Việt Nam và nhận thấy rằng Hà Nội rất xanh, xanh và đẹp, xứng đáng là thủ đô của đất nước. Đây là phía mặt đường kia. Cái mặt bạn kia là VFF, VFF là Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là công ty Việt Nam, nên tất cả các cái trung tâm về đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chất lượng cao và thi đấu đều diễn ra ở khu vực này. Hy vọng là trong tương lai gần, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng một cái khu phức hợp thể thao tương đương hoặc có thể lớn hơn quy định này thì rất tốt, đảm bảo cho việc tham dự các cái giải đấu lớn, các cái giải đấu lớn được tốt nhất có thể. Đây là lối xuống ở bên phía đối diện gần chúng ta vừa xuất phát. Cái hệ mái chia được. Xin chia sẻ với các bạn là cái đường Lê Quang Đạo nhiều làn xe này chính là đường đua của F1. Các bạn có thể xem các cái thông tin thêm về cái đường đua này, giải đua này hiện tại đang bị hoãn do dịch bệnh Covid. Tuy nhiên là hy vọng là kết thúc hoặc là có khi thế giới chế ngự được cái dịch bệnh này thì giải đua sẽ được tiếp tục mở trở lại. Và tôi nghĩ cái cầu vượt này nhiều khả năng là cái nơi có thể ngắm đoàn đua tuyệt vời. Không biết là có thành khán đài hay không, nhưng mà ở vị trí này nếu mà đua qua đường Lê Quang Đạo thì các bạn xem cái phần làn đường màu sẫm hơn đi. Nó có hơn 3 làn này này,
chính là cái đường mà để tiến hành giải đua. Còn trước đây thì cái phần đường màu sáng này không có hàng rào để ngăn cách giữa trường đua và là lối kia giao thông không được. Tuy nhiên sau khi mà có quyết định không có giải đua năm 2019 đấy, thì giải khách này rất là rõ đi. Các cái khán đài hiện nay là khán đài di động hết, sao lắp được rất đẹp. Các bạn ngắm sân Mỹ Đình, sẽ dùng các bạn ngắm Mỹ Đình rất đẹp luôn. Hàng năm thì các cái dịp kỷ niệm lễ lớn thì khu vực Mỹ Đình này là nơi bắn pháo hoa tầm cao. Ở Hà Nội thì mỗi một quận sẽ có một địa điểm bắn pháo hoa, và ở Mỹ Đình này là thuộc địa điểm bắn pháo hoa của quận Nam Từ Liêm. Tôi nghĩ là cái vị trí cầu vượt này để ngắm pháo hoa thì nó quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, cây cối ở cái vườn hoa trung tâm này cắt tỉa rất đẹp. Cây viền, điện chiếu sáng rất đẹp. Hà Nội bây giờ có rất nhiều các cầu vượt đồng hành ngang đường để cho những người đi bộ để qua đường. Có một số khu vực thì có làm hầm chui. Về hầm chui thì về mặt tính mỹ quan của đô thị nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên là có một vấn đề là cái sức đầu tư nó quá lớn, nên cái việc lựa chọn mà các giải pháp kết cấu thép nhẹ dạng này để làm cầu vượt bộ hành cho người đi bộ sang đường, tôi nghĩ là một giải pháp khá là hợp lý mà chính quyền đã lựa chọn. Trong một thời gian nữa, nếu như điều kiện kinh tế đấy của Việt Nam nó tốt lên, các yêu cầu về tính mỹ quan nó tốt lên, thì có thể là người ta sẽ gỡ cái này đi và có thể làm đường hầm để chuyển qua các cái quốc lộ lớn này để an toàn cho người đi bộ. Tuy nhiên đấy là thời kỳ tương lai. Còn bây giờ các cầu vượt bộ hành này phát hiện ra là rất vắng người từ nãy đến giờ, nhưng mà thậm chí không thấy mấy người nào đi qua đây. Đường này ít người đi bộ qua. Rất đẹp. Bạn nhìn thấy các cái điểm theo chiều dài này rất đẹp. Hệ trường đua nó sẽ tiếp tục ở phía tôi sẽ giúp lại các bạn cái tòa nhà Mansion One đang tấn công phía xa kia. Chính là cái điểm cùng binh giao với đường Lê Quang Đạo và đường Châu Văn Liêm là điểm kết thúc của cái đoạn đua. Đây, cái đoạn đua này nó kéo dài suốt ra bên kia kia là cái đoạn đua thẳng, và cái phần khúc đua mà khúc ngoắt ngoèo ấy thì các bạn nó sẽ đi về phía bên cánh trái của cái sân vận động này, ở bên khán đài đây. Đây các bạn có thể thấy nào. Nếu mà từ trên cao nhìn xuống thì cái đua này rất đẹp. Nay trời nắng, thời tiết đẹp của những cái ngày đầu mùa hè. Đây các bạn nhìn thấy các cái bóng đổ của cái tô thép này chạy xuống sàn rất đẹp. Đi qua các cái dự án cầu Trường Dương đi, cầu thép nói chung, hoặc là cầu Hầm Rồng hiện tại ở Thanh Hóa, cầu Trường Dương ở Hà Nội, các cái cấu đều có dạng thẳng này, và các cái cấu dạng cách điệu hơn thì có cầu Long Biên. Cầu Long Biên cầu hơn 100 tuổi rồi. Tôi đã có một cái clip quay cái cầu Long Biên đấy, hoặc là cầu Trường Tiền của Huế.
hoặc là một số cầu nữa ở trong miền Nam cũng có sử dụng cái bộ thép này. Một giải pháp nó rất hợp lý và giải quyết được rất nhiều vấn đề cho đô thị và cái giải pháp về giao thông. Từ đây nhà vui xin kết thúc video cầu thép của hành khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình tại đây. Nếu các bạn yêu thích những cái cầu thép, có thể để lại lời nhắn ở phía dưới, tôi sẽ làm series về các cầu thép bộ hành.